Hoa cẩm tú cầu. Chào mừng các bạn trở lại với kênh Làm Vườn S Garden. Trước mắt là các bạn là cây hoa cẩm tú cầu được trồng ở trong chậu nhựa. Cây hoa này thì có khoảng 7 nhánh và có một nhánh chính ở giữa. Bông rất là to. Đường kính bông khoảng 25 cm. Và hiện tại thì cũng có một cành đang có nụ. Cây hoa này tán rộng khoảng 70 cm. Các chậu hoa gần như là tương đương nhau. Có cây có khoảng từ 2 cho đến 4 bông trên một cây, tùy vào từng cây. Trước em đến nhìn thì đẹp lắm. Vâng. Có chậu 9 bông nở. À. To đây. Lấy hàng này nhỏ anh chị. Rất là tiếc hôm nay là đã đến muộn, vì vậy cái cây to nhà vườn đã xuất bán hết. Nhà vườn có địa chỉ tại Tích Giang, Phúc Thọ, Hà Nội. Đây mình quay biển để các bạn xem nha. Đây là biển của nhà vườn. Địa chỉ và số có số điện thoại để các bạn liên lạc nha. Đây chị, đây là chị chủ vườn, chị đang chăm cây đây. Đấy, hoa rất là rực rỡ. Bông hoa cẩm tú cầu lúc mới ra thì nó có màu xanh như thế này. Sau đó nó chuyển dần màu sang màu hơi có màu tím này. Đấy, tím hồng hồng. Và lúc nó ra rồi thì nó có màu như này. Màu hồng. Một cây to này bây giờ bao tiền chị nhỉ? 120.000. À, một cây lớn như này là ở tại hiện tại ở nhà vườn thì có giá là 120.000. Còn đây là những cái dòng cây nhỏ hơn. Đây cũng là cẩm tú cầu hả chị? À đây. Đây là cẩm tú cầu lùn. Hoa của nó có màu đỏ. Cái này nó đang toàn nụ nhỉ? Vâng. Vâng. Đây là những cây còn đang đường nụ nhá. Lúc bông nó nở thì nó có màu đỏ. Một cây như này 1 2 này, 3 4 5 6 khoảng 6 7 ngọn. Lá rất là xanh. Đặc biệt của cái cây hoa này là lá nó nhỏ hơn và nó tròn. Tròn hơn so với cái dòng cao ấy. Màu xanh đậm. Và lá cũng là dày. Cái dòng lùn này giá bao nhiêu chị? Bao tiền một chậu? Một chậu như này thì có giá 80.000. Đấy. Đây là chậu của nó đây. Cao chỉ khoảng tầm
30, trên dưới 30cm này. Tán khoảng 40 phân này. Đang nụ rất là nhiều nụ này. Gần như là mỗi ngọn có một cái nụ. Rồi, xin được cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn nào có nhu cầu mua hoa cẩm tú cầu thì hãy đến với địa chỉ tại Tích Giang, Phú Thọ, Hà Nội. Từ đường quốc lộ 32 đi vào là khoảng 800m, gần 1km nhé. Tại chỗ công ty Mai Minh Phương hoặc là hạt giao thông rẽ vào. Và các bạn liên hệ với số điện thoại ở trên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.